vị và các bạn, trong thời gian gần đây, nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ đang đua nhau cho con em mình học các lớp kích thích não giữa với mong muốn là con em có thể thực hiện được những việc ngoài khả năng thực tiễn. Ví dụ như khi bịt mắt thì vẫn có thể phân biệt được màu sắc, tô màu hay là đọc truyện. Các bậc phụ huynh thì vô cùng hào hứng với phương pháp học mới này, tuy nhiên thì các chuyên gia lại tỏ ra rất lo ngại. Và những lớp học này đang được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội với những nội dung như trẻ có năng lực siêu giác quan hay trẻ thông minh hơn sau 2 ngày học, hoặc là trẻ có trí thông minh gấp 10 lần sau khi tham gia 4 cấp độ của khóa học. Điều đáng nói là tiền học phí của những khóa học này rất cao, chỉ 2 ngày thôi mà học phí là 9 triệu đồng. Nhưng các bậc cha mẹ sẵn sàng chi một khoản tiền không hề nhỏ như thế để cho con có thể tham gia những lớp học này. Nhận định về phương pháp này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Võ Kỳ Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con người Việt Nam cho rằng, kích thích não là phương pháp phổ biến hiện nay, tuy nhiên cơ thể của quá trình này phải được thực hiện ngay từ khi còn nhỏ, ở giai đoạn đầu đời. Và người tham gia kích thích não trẻ phát triển chính là cha mẹ của trẻ thông qua quá trình tương tác thường xuyên. Vì thế, đốt cháy giai đoạn chỉ trong một thời gian ngắn như vài tháng hay thậm chí 2 ngày như quảng cáo của các khóa học không những không có tác dụng mà còn có nguy cơ gây hại cho sự phát triển trí não của trẻ trong tương lai. Và tác động về gọi là với một cái cấp cập như vậy thì bất cứ cái gì quá liều đều là có cái ảnh hưởng tiêu cực cả. Cho nên nó sẽ có thể là ảnh hưởng đến cái não bộ của đứa trẻ trong tương lai mà chúng ta chưa kiểm soát được bây giờ, chưa thấy được cái bây giờ. Nhìn nhận từ khía cạnh khác, Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, chưa nói đến sự kích thích này sẽ mang đến lợi hay hại, mà trước mắt câu hỏi đặt ra là việc đứa trẻ sẽ ứng dụng kết quả kích thích đó ra thực tế để làm gì? Mình đang nhìn thì cái tội gì mà mình không mở mắt thì rất là mình bịt mắt để mình nói với người khác là đây ta có cái khả năng, là ta không cần nhìn vào mắt mà tôi cũng biết. Ừ thì cả cứ cho là anh biết đi. Thì cái phục vụ cho cuộc sống của chúng mình như thế nào? Cái cuộc sống thực tại không cần những cái việc như vậy. Thế thì khi nghiên cứu về trẻ con thì tôi biết là à, có một số trẻ con nó có những cái khả năng đặc biệt. Đấy, có đứa làm toán rất nhanh, có đứa học thuộc thơ rất nhanh, có được nghe bản nhạc hay hát luôn. Thì đấy là cái thiên hướng mà chúng ta cứ quen gọi là sở trường. Thì đẻ ra nó đã có một số cháu nó như vậy rồi nhá, không cần phải kích. Còn nhiều ý kiến cho rằng các bậc phụ huynh không nên quá kỳ vọng vào con của mình, mà điều quan trọng là phải dành thời gian và tập trung sự kỳ công cho con, bởi vì mỗi đứa trẻ đều có một sở thích và một thiên hướng khác nhau, và quan trọng là cha mẹ phải biết được sở thích cũng như thiên hướng của đứa trẻ đó để giúp cho trẻ phát triển toàn diện, thay vì đổ xô đưa cho con đi học những khóa học như thế. Và mới đây trong cuộc họp báo của Chính phủ, trả lời câu hỏi của phóng viên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa cấp phép cho loại hình khóa học này hoạt động. Nhiều ý kiến khuyến cáo cho rằng việc kỳ vọng vào một sự đột biến phi thường của con trẻ sẽ vô hình chung gây áp lực lên cho trẻ. Ngoài ra, khi trẻ tham gia những lớp học kích thích não như thế này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như trẻ bị ảo giác hoặc là sang chấn tâm lý. Vì vậy, các bậc phụ huynh cũng nên tỉnh táo lựa chọn một phương pháp giáo dục phù hợp với con của mình. Ngoài ra, những ngành chức năng cũng nên kiểm tra những lớp học, những tài liệu liên quan để xem tác dụng cũng như hệ lụy của những phương pháp áp dụng ở các trung tâm hiện nay. Sau khi một số hộ nông dân trồng thí điểm và khẳng định được hiệu quả mà giống cam đường canh mang lại, nhiều hộ nông dân tại xã Đan Phượng đã áp dụng trồng cam thay thế một số diện tích cà phê già cỗi hoặc trồng thuần mới, trồng xen canh trong vườn cà phê. Để phát triển